loài bò sát khổng lồ khác. Một con rồng thực sự, đó là rồng Komodo. Rồng Komodo sinh sống ở trên vài hòn đảo nhỏ phía đông nam Indonesia. Ở địa bàn của mình, chúng là những kẻ thống trị. Với chiều dài 3 mét, nặng tới 130 kg, rồng Komodo còn lớn hơn cả một người trưởng thành. Chúng có khả năng di chuyển với tốc độ đáng ngạc nhiên, khoảng 18 km/h. Tuy nhiên, rồng Komodo hiếm khi rượt đuổi theo con mồi. Thay vào đó, nó đợi con mồi tới gần rồi mới ra tay. Mỗi chân rồng Komodo đều có 5 móng sắc nhọn để nắm giữ con mồi. Hàm của nó có 60 chiếc răng, có cấu tạo không phải để nhai mà để xé xác con mồi. Sau khi đã xé nhỏ, rồng Komodo thường nuốt chửng con mồi, cả xương, móng và da. Giống như cá mập, rồng Komodo cũng có khả năng thay răng. Tuy nhiên, điều đáng chú ý không phải là cách nó ăn con mồi, mà là cách nó săn mồi. Nước dãi của rồng Komodo không phải là thứ vô dụng. Đó là một loại vũ khí chết người của nó. Thứ nước dãi có mùi kinh khủng này chứa tới 50 loại vi khuẩn khác nhau, trong đó có 7 loại có thể gây nhiễm trùng máu. Sau khi bị rồng Komodo cắn, con dê này sẽ bị nhiễm trùng máu, không thể bỏ chạy đi xa và sẽ chết trong vòng vài giờ. Tiếp theo đó, rồng Komodo sẽ sử dụng khả năng xác định mùi cực nhạy của nó để lần theo dấu vết con mồi. Bộ phận cảm biến trên cái lưỡi chẻ và dài của nó có thể xác định được mùi thịt thối trong bán kính 11 km. Tuy nhiên, con mồi này cũng thu hút những con rồng khác tới. Con rồng Komodo tới trước đã tận dụng tối đa khả năng ăn nhanh của nó. Chỉ trong một phút, nó có thể nuốt khoảng 2,5 kg thịt. Chất béo được giữ trong cái đuôi dài của nó. Nhờ vậy mà rồng Komodo có khả năng nhịn ăn trong thời gian một tháng. Trong cuộc đua tranh vị trí sát thủ săn mồi đứng đầu của chuỗi thức ăn, rồng Komodo là một đối thủ nặng ký. Chăn khổng lồ và rồng Komodo là những kẻ săn mồi hung hãn và hiệu quả. Tuy nhiên, các loài động vật săn mồi khác thường không chỉ giới hạn ở môi trường trên cạn. Nước biển trong xanh của Thái Bình Dương chứa trong nó nhiều loài sinh vật kinh khủng, con rắn này là một trong số đó. Nó có khả năng bơi. Người đàn ông này đã bị một con rắn khoang cắn. Nó là một trong những sinh vật chết chóc của vùng biển Thái Bình Dương. Rắn khoang và rắn hổ mang có họ hàng gần với nhau. Tuy nhiên, nọc của rắn khoang độc hơn rất nhiều. Rắn khoang không thường tỏ ra thù địch với con người. Trong môi trường dưới biển, nó luôn tránh đối mặt với chúng ta.
Loại bò sát này thường chỉ cắn khi săn mồi. Khu vực săn của nó nằm gần các dạng san hô. Rắn khoang, hay còn gọi là đèn, sinh sống ở một dải dài từ vịnh Bengal Biển Đông cho tới châu Á Thái Bình Dương. Nó có thể sống cả trên cạn và dưới biển. Tuy nhiên, rắn khoang tiến hóa để phù hợp hơn với môi trường nước. Phổi của nó dài gần bằng chiều dài cơ thể. Cấu tạo này giúp rắn khoang có thể lặn ở độ sâu 10 mét trong thời gian khoảng nửa giờ để săn cá và lươn. Cái đuôi mềm mại đóng vai trò như một mái chèo đẩy rắn lao về phía trước. Độc tố của rắn khoang truyền vào trong con mồi không nhiều, nên nó phải giữ chặt phòng trường hợp con lươn này trốn thoát. Chất độc tác động lên hệ thần kinh làm con lươn bị tê liệt. Đồng thời, chất biotoxin nhanh chóng phá hủy các cơ của con mồi. Cái chết đến với con lươn rất nhanh chóng. Tuy nhiên, trong cuộc đối đầu giữa lươn biển và rắn khoang, không phải lúc nào con rắn cũng chiến thắng. Có một loài lươn luôn ẩn núp trong dạng san hô vào ban ngày và săn mồi vào ban đêm. Đó là lươn moray. Nó thường sử dụng những chiếc răng sắc nhọn và bộ hàm cực khỏe để săn mồi. Ngay cả khi không săn mồi, hình dáng bề ngoài của lươn moray cũng rất đáng sợ. Tuy nhiên, thao tác há miệng ra chỉ là để nó thở dễ dàng hơn. Lươn moray lấy oxy từ trong nước, do đó nó liên tục há miệng ra và ngậm miệng vào. Có hơn 100 loài lươn khác nhau sống rải rác ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Một số chỉ dài 30 cm, trong khi số khác có thể dài tới 3,5 m. Cơ thể của chúng được cấu tạo rất mềm dẻo để có thể di chuyển ở những nơi chật hẹp. Lươn moray trú ngụ và săn mồi xung quanh những khe đá này. Cũng giống như nhiều sinh vật biển khác, lươn moray thường săn mồi vào ban đêm. Nhưng loài lươn khác nhau sử dụng các giác quan khác nhau để săn mồi. Loài bắt cá thì quen dùng thị giác. Loài ăn giáp xác thì vận dụng đến khả năng xác định mùi tinh tế của chúng. Lươn moray có hai lỗ mũi nằm ở hai bên. Vùng khứu giác được mở rộng sang gần hai bên mắt của chúng. Thông qua lỗ mũi, nước biển được đưa vào vùng khứu giác, giúp lươn xác định được mùi dù có tỷ lệ rất nhỏ trong nước biển. Tuy nhiên, lươn còn phải vượt qua nhiều trở ngại trong quá trình săn mồi. Đó là tốc độ, khả năng ngụy trang và móng vuốt cùng các loại gai nhọn của con mồi. Với sự trợ giúp của cơ hàm cực khỏe và yếu tố bất ngờ, lươn moray có thể tung ra cú tấn công chỉ trong vòng nửa giây. Cú đớp của nó nhanh như chớp. Trên thực tế, đó là một đòn tấn công kép. Cú đớp thứ hai đến từ bộ hàm phụ nằm phía trong họng của con lươn. Khi nó cắn con mồi nhân tạo này, bộ hàm thứ hai có nhiệm vụ giữ chặt. Cú tấn công kép cùng hàng chục chiếc răng sắc nhọn khiến con mồi hầu như không thể trốn thoát. Còn cá nóc này chống cự lại bằng cách hút nước vào cơ thể. Bụng nó phồng lên như một quả bóng, khiến con lươn không thể nuốt được. Becoming larger than this eel can bite.
Lần này, con cá nóc đã thoát chết. Lươn biển có thể là loài nguy hiểm đối với nhiều sinh vật khác, nhưng chúng không nguy hiểm đối với con người. Có một loài cũng sống dưới biển, song rất hay chạm trán với chúng ta. Đó là cá đuối gai độc. Loài vật này có tên cá đuối gai độc vì sở hữu một thứ vũ khí rất lợi hại để bảo vệ cơ thể. Gai của chúng rất nguy hiểm, giống như một mũi dao có tẩm thuốc độc, gây ra những vết thương nghiêm trọng, thậm chí có thể khiến con người tử vong. Vào thời xưa, ở một số nơi, người ta còn dùng gai của cá đuối gai độc để gắn lên đầu vũ khí, nhằm làm tăng tính sát thương. Cá đuối gai độc phân bố trên khắp các vùng biển thuộc khu vực châu Á Thái Bình Dương. Chúng có thể xuất hiện cách mặt nước chưa đến 1 mét và cách bờ biển vài chục bước chân. Vì vậy con người rất thường đối mặt với chúng khi họ ra biển bơi lội. Khi đi săn mồi, cá đuối gai độc có thể bơi sát đáy biển để tìm những động vật thân mềm hay các loài cá nhỏ. Những lúc bơi như thế này, cá đuối gai độc vẫn có thể bắt được mồi. Tuy nhiên, thông thường chúng sẽ ẩn mình dưới cát và chờ cơ hội tấn công con mồi. Khi một con cá đuối gai độc sa xuống bề mặt đáy biển, nó sẽ dùng dây để quạt cho cát phủ lên thân mình như một cách để ngụy trang. Lúc này, không chỉ con mồi mà ngay cả những loài thú ăn thịt đáng sợ khác cũng khó phát hiện được sự hiện diện của nó. Chỉ vì vô tình giẫm lên phần đuôi của cá đuối gai độc, người đàn ông này đã gặp nguy hiểm. Cái gai chứa độc của chúng giống như ngòi châm ở đuôi của bọ cạp. Cá đuối sẽ cong đuôi lên như một cách phản ứng khi đối phương chạm vào nó. Chỗ vết thương do gai độc đâm vào có thể sưng tấy, ửng đỏ hoặc chảy máu. Trong những trường hợp nghiêm trọng, sau khi phá hủy mô cơ và da, độc độc có thể theo máu đến não bộ. Khi đó, độc độc sẽ chặn các tín hiệu truyền từ não bộ đến các cơ quan trong cơ thể, khiến cho các cơ quan này không hoạt động một cách đồng bộ. Dùng độc độc của cá đuối ít khi khiến con người tử vong, song điều xấu đó vẫn có thể xảy ra. Mỗi năm có hàng chục người trên thế giới tử vong do nọc độc của cá đuối gai độc và vô số người bị các vết thương nhẹ khác. Trong khi cá đuối gai độc có thể che giấu gai độc khiến cho con người khó phát hiện chúng, thì có một loài cá khác lại thích khoe bộ gai độc. Đó là cá sư tử. Đây chính là bộ vũ khí sắc bén và mang tính sát thương cao của chúng. Cái tên cá sư tử bắt nguồn từ những cái gai chứa đầy nọc độc xếp hàng dài trên lưng của chúng. Cá sư tử thuộc họ cá mù lan. Hầu hết các thành viên của họ cá này đều có màu sắc bên ngoài rất sặc sỡ và có những gai nhọn chứa nọc độc trên lưng. Trong đó, cá sư tử là loài có gai tu tủ nhất và cũng là một trong những loài độc nhất. Khi đi săn mồi, cá sư tử giương dây ra khiến cho bộ dạng của nó trông thật đáng sợ. Hành động này nhằm đe dọa con mồi. Khi đó, cá sư tử sẽ dùng con mồi vào một góc rồi nuốt chửng. Cá sư tử hiếm khi sử dụng những chiếc gai độc trong quá trình săn mồi. Thông thường, chúng dùng những chiếc gai này như một loại vũ khí để tự vệ trước các loài cá ăn thịt lớn, như cá mập chẳng hạn. Thỉnh thoảng, chúng cũng dùng vũ khí này để chống lại bất kỳ kẻ nào muốn xâm chiếm lãnh thổ. Dù cá sư tử ít sử dụng gai độc của chúng để tấn công trước, song con người vẫn có thể bị những chiếc gai độc này đâm trúng.
Độc độc của các sư tử là một hợp chất phức tạp. Sau khi bị gai của chúng đâm trúng, nạn nhân sẽ cảm thấy rất đau nhức ở vết thương. Trong những trường hợp nghiêm trọng, độc độc của cá sư tử có thể khiến nạn nhân bị tụt huyết áp, loạn nhịp tim và thậm chí có thể dẫn đến ngưng tim. Cá sư tử thường ẩn mình trong các rặng san hô, vì vậy con người rất khó phát hiện chúng. Gai độc của cá sư tử và cá rồng, một loài khác cũng thuộc họ cá mù lằn, khiến khoảng 40.000 đến 50.000 người bị thương mỗi năm. Những sinh vật sống xung quanh các rặng san hô này săn mồi hoặc đối phó với những kẻ lớn hơn chúng nhờ vào hệ thống bơm nọc độc phức tạp. Các sinh vật sống ở khu vực châu Á Thái Bình Dương còn có thể gặp nguy hiểm bởi nhiều loài vật khác. Những con sứa nhỏ xíu này có kích cỡ chỉ bằng móng tay của con người. Cơ thể trong suốt giúp chúng gần như vô hình giữa biển. Thế nhưng, chúng lại là một trong những sinh vật nguy hiểm nhất trong môi trường này. Sự nguy hiểm của chúng tỷ lệ nghịch.